Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Lào Cai hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Kết nối doanh nghiệp Việt Trung. Các ngân hàng nỗ lực khơi thông nguồn vốn tín dụng. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Lào Cai được thực hiện lồng ghép trong các cơ chế chính sách có liên quan, có tác động lớn đối với kinh tế tập thể như đất đai, tín dụng, xúc tiến thương mại. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thực hiện hỗ trợ 65 lượt hợp tác xã tham gia các gian hàng tại hội chợ trong nước với các sản phẩm trưng bày triển lãm như tương ớt, gạo sánh củ, tinh bột nghệ, các sản phẩm tinh dầu thiên nhiên, hỗ trợ hướng dẫn hợp tác xã đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử, đăng ký bảo hộ gia hạn nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ các hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn vay để tổ chức sản xuất. Ngoài 12 hợp tác xã đang vay vốn tại 4 chi nhánh ngân hàng, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 5 hợp tác xã thực hiện dự án năm 2023 với kinh phí gần 2,2 tỷ đồng. Trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã cập nhật đầy đủ các công trình dự án liên quan đến việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, các hợp tác xã. Từ đầu năm đến nay, nông dân toàn tỉnh đã thu hái gần 26.340 tấn chè búp tươi, tổng giá trị đạt khoảng 185 tỷ đồng. Năm nay do thời tiết mưa nhiều nên các đồi chè cho năng suất cao, chất lượng tốt. Đến hết tháng 6, sản lượng chè búp tươi thu hoạch vượt gần 30% so với cùng kỳ và đạt gần 52% kế hoạch năm. Giá thu mua bình quân từ 6 đến 8.000 đồng 1 kg. Riêng vùng chè hữu cơ Bản Liền, huyện Bắc Hà, giá chè búp tươi lên tới 18.000 đồng 1 kg. Thời điểm này, các đồi chè đang vào chính vụ thu hoạch. Dự kiến lứa thu hoạch cuối cùng sẽ kết thúc vào đầu tháng 11 tới. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân đẩy mạnh các biện pháp thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản xuất năm 2024. Sau một thời gian ngắn đưa vào hoạt động tại Lào Cai, taxi điện đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng bởi các tiện ích hiện đại cũng như góp phần giảm phát thải CO2 ra môi trường. Thường xuyên có công việc phải di chuyển bằng taxi, sau khi trải nghiệm taxi điện, chị Lương Kim Thanh ở phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai cũng thường xuyên sử dụng dịch vụ taxi điện trên app bằng điện thoại khi gọi xe. Tôi di chuyển bằng taxi cũng 3 đến 4 lần trên tuần và khi di chuyển như thế thì tôi thường sử dụng gọi taxi qua dịch vụ app. Tôi chọn dịch vụ của hãng taxi này bởi vì tôi thấy có rất nhiều ưu việt về thái độ phục vụ cũng như chất lượng của xe và hơn nữa là giá cả rất chi là phù hợp. Đặc biệt một điều quan trọng mà tôi nhận thấy ở hãng taxi này đó là thân thiện với môi trường. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 200 xe taxi chạy bằng điện với màu sắc bắt mắt, rất dễ nhận diện và được khách hàng sử dụng thông qua việc tải app trên điện thoại. Tuy nhiên, một số khách hàng cũng chỉ ra một số điểm cần sớm khắc phục như số lượng xe vào giờ cao điểm sẽ bị quá tải, gọi sẽ phải đợi lâu hơn hãng khác. Thưa quý vị và các bạn, là một trong năm kết nối chính được tỉnh Lào Cai chú trọng trong quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, hoạt động kết nối doanh nghiệp đang góp phần thúc đẩy lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng như du lịch dịch vụ giữa hai địa phương, hai quốc gia. Hiện thực hóa chủ trương này, thời gian qua, doanh nghiệp của hai tỉnh có chung biên giới đã đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là ở một số lĩnh vực có thế mạnh trên tinh thần vì lợi ích chung. Công ty này hiện đang hợp tác với hàng chục đơn vị lữ hành tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Từ việc hỗ trợ quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc cho đến hoạt động đưa đón khách đều được doanh nghiệp hai bên tăng cường phối hợp. Hiệu quả từ sự hợp tác thể hiện rõ khi chất lượng dịch vụ tour tuyến dần cải thiện, lượng khách hai chiều có sự tăng trưởng. Thì cứ hai người khách Việt Nam đi Trung Quốc thì sẽ bên đấy sẽ cung cấp lại một du khách của bên Trung Quốc về lại Việt Nam. Có nghĩa là hai bên kết hợp chéo với nhau. Bên này thì họ cần nhu cầu về ăn uống, ngủ nghỉ và các khu nghỉ dưỡng thì bên chúng tôi sẽ làm video và gửi sang bên họ để họ quảng bá cho bên tỉnh Lào Cai mình. Còn ngược lại bên đó họ cũng sẽ làm những video đấy để quảng bá cho bên họ và sẽ gửi sang bên Việt Nam. Và từ đấy thì chúng tôi sẽ ra được tệp khách hàng nhất định. Cùng với du lịch,
Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp hai nước cũng cần tìm được tiếng nói chung, nhất là trong việc tiêu thụ mặt hàng nông sản của Việt Nam. Thương lái Trung Quốc giờ đây có thể sang tận các bãi logistics Lào Cai thu mua nông sản. Từ đây hàng hóa được nhanh chóng thông quan qua cửa khẩu dưới sự hỗ trợ tối đa của lực lượng chức năng hai bên biên giới. Giao thương hai nước Việt-Trung ngày càng sâu rộng, sản lượng hàng hóa xuất nhập ngày càng lớn. Tốc độ làm thủ tục thông quan bên phía Việt Nam hiện cũng rất nhanh chóng, đặc biệt là những mặt hàng nông sản như hoa quả, dưa hấu, hàng đi nhiều và nhanh. Những chuyến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hay giao thương như thế này thường xuyên được tổ chức ở cả Lào Cai và Vân Nam. Thông qua đó, các doanh nghiệp cùng gặp gỡ trao đổi thông tin ở một số lĩnh vực thế mạnh của mỗi bên. Từ đây, lòng tin dần được xây dựng, thêm những cái bắt tay hợp tác giữa các doanh nghiệp để cùng có lợi. Với đối tác các bạn và cũng như đối tác của phía doanh nghiệp Lào Cai thì và Việt Nam thì cũng đang quan tâm nhất đến vấn đề là logistics. Các bạn cũng đang quan tâm rất nhiều đến những cái khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ đấy và chứ có thể chế biến sâu. Thì qua những cái buổi giao lưu tọa đàm thì chúng tôi cũng đang có sự kết nối không những của những doanh nghiệp của phía Lào Cai mà tìm ra những cái đối tác, những doanh nghiệp có những thế mạnh mà các bạn đang quan tâm thì chúng tôi sẽ kết nối. Những cuộc làm việc gặp gỡ giữa lãnh đạo đảng, chính quyền của Lào Cai và Vân Nam diễn ra thường xuyên, đang tháo nút thắt ở hai đầu cầu thương mại. Những cơ chế chính sách mới được xây dựng, kỳ vọng sẽ giúp việc hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên đi vào thực chất, hiệu quả, vì lợi ích chung. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nguồn vốn tín dụng tại các ngân hàng dồi dào nhưng doanh nghiệp và người dân vẫn khó tiếp cận. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng đã và đang đưa ra các chính sách ưu đãi về lãi suất, kích thích đầu tư và tiêu dùng, từ đó khơi thông mạnh hơn nguồn vốn tín dụng ra thị trường. Trong một năm gần đây, khi ngành vận tải hàng hóa đang gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp này đang nỗ lực xây dựng thêm các mô hình kinh doanh. Để đầu tư trang thiết bị mới, doanh nghiệp có tìm hiểu thông tin về lãi suất của các ngân hàng. Nhưng quy trình thủ tục khó khăn cùng yêu cầu về tài sản thế chấp nên vẫn khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Thời gian vừa rồi thì các doanh nghiệp là khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay. Nó có mấy lý do. Lý do thứ nhất là các ngân hàng thời gian vừa rồi thì họ giảm cái tỷ lệ định giá tài sản của các doanh nghiệp xuống và cả người dân xuống. Bởi vì là như chúng tôi là sẽ phải chi trả một cái khoản tiền để bù đắp cái phần giảm đó, và ngoài ra nữa thì cộng thêm cái sự khó khăn của tình hình kinh doanh thì nó sẽ làm cho chúng tôi cũng trở lên khó khăn hơn. Để tìm ra những giải pháp khơi thông dòng chảy tín dụng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang cố gắng cân đối các loại chi phí hoặc các nguồn vốn đầu vào để có mức lãi cho vay một cách hợp lý hơn. Thì chúng tôi cũng tiếp tục rà soát và ban hành các cái gói tín dụng và tập trung triển khai các cái gói tín dụng, đặc biệt là kể cả gói nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ triển khai các cái hội nghị để kết nối với doanh nghiệp để tìm hiểu các cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, của khách hàng. Đợt này chính sách lãi suất cho vay của các ngân hàng trong tỉnh khá tốt. Nhờ vậy tôi có thêm nguồn vốn để tiếp tục duy trì kinh doanh, tiền trả lãi suất ngân hàng tháng cũng được giảm khá nhiều. Để thu hút người vay, các ngân hàng buộc phải cân đối chi phí vốn đầu vào, tiết kiệm chi phí hoạt động để có thể có mức lãi suất vay cạnh tranh. Đặc biệt sau chỉ đạo phải công khai lãi suất cho vay của Thủ tướng Chính phủ, áp lực cạnh tranh giữa khách hàng của các ngân hàng ngày càng gắt gao hơn. Với cái biện pháp mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cho 6 tháng cuối năm, đó là tạo điều kiện một cách thuận lợi hơn nữa trong vấn đề hạ lãi suất của các ngân hàng thương mại trên cơ sở tiết giảm những chi phí và trên cơ sở cái điều hành cái lãi suất của Ngân hàng Nhà nước một cách ổn định để tạo cái mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ổn định và hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Thời điểm này các ngân hàng đang nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức ưu đãi, từ đó khơi thông dòng vốn, giúp doanh nghiệp và người dân bổ sung tiềm lực và tháo gỡ khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho bản tin tài chính thị trường đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.